Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25 tháng 8 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những thông tin trước tiên về thời tiết trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay 24 tháng 8, mây rông phát triển mạnh và đã gây mưa, mưa rào và rông ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm. Vào ban ngày trời nắng nhưng nhiệt độ trong ngày hôm nay ở hầu khắp các địa phương tại Quảng Ninh đều không cao. Dự báo đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh vẫn chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết này. Vì vậy vào lúc gần sáng và ngày mai vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông. Do có mưa xen kẽ nên nhiệt độ ngày mai cũng tương đối dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất về đêm khoảng 26 độ và cao nhất vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều là 32 độ ở hầu hết các địa phương thuộc khu vực miền tây và cả thành phố Hạ Long. Riêng khu vực miền đông giảm hơn một chút. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, dự báo mưa cũng chỉ xảy ra ở thời điểm gần sáng và giải rác trong ngày. Đến trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, còn sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước. Quá trình lấn mạnh về phía nước ta của khối không khí biển kết hợp với vùng hội tụ gió đã khiến cho đêm qua và sáng nay nhiều tỉnh miền Bắc đã xảy ra mưa rông. Điều đáng lưu ý là từ đêm nay trở đi, mưa rào và rông tiếp tục mở rộng ra khắp Bắc Bộ, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Đợt mưa lần này ở Bắc Bộ sẽ kéo dài từ nay cho đến khoảng ngày 27 tháng 8, người dân cần hết sức lưu ý. Với miền Trung, hôm nay vẫn duy trì nắng nhiều, nắng nóng vẫn trải dài suốt từ Nghệ An trở xuống tới tận Phú Yên, nhưng cường độ nóng đã bắt đầu dịu dần. Và sang ngày mai sẽ giảm đáng kể, với mức nhiệt phổ biến cao nhất trong ngày từ 32 cho đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa và phía bắc của Nghệ An trong đêm nay và sáng mai có thể có mưa rào và rông. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục mạnh thêm. Vì thế, chiều và tối mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi thấp hơn. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát, trong đêm nay và ngày mai, ở tất cả các vùng biển đều có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Lưu ý hơn nữa là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.